大家好，我是梅英。今天梅英来环千湖玩，就是想给越南人教汉语。然后我在这里遇到了很多美女，然后我就想访问她一下吧，跟我一起。Hello，Hello，你好。你好，mình xin giới thiệu một chút mình là Mai Anh ấy. Mình là đến đây với mục đích là muốn dạy tiếng Việt cho người Trung, thì mình có thể phỏng vấn bạn một chút được không? Phải đánh chung cho người Việt chứ nhỉ? Dạy tiếng Trung cho người Việt, mình nhầm ấy. Mình có thể giới thiệu một chút thì mình là Giang, năm nay mình 20 tuổi và mình hiện đang sinh sống và học tập ở Hà Nội. Bạn quê ở đâu? Quê mình thì ở Bắc Ninh, ngay bên cạnh Hà Nội. Bắc Ninh, ui, Bắc Ninh rất là phát triển luôn. Lớp mình cũng có mấy bạn ở Bắc Ninh luôn. Bạn có hay đến Hồ Hoàn Kiếm chơi không? Thời gian gần đây thì mình ít đến hơn, nhưng mà khi mà mình mới bắt đầu lên Hà Nội để học thì mình cũng khá là hay đến đây. Trung bình thì tầm một tuần mấy buổi? Trung bình thì chắc hiện tại thì khoảng là 1 tháng 2 đến 3 lần. Bạn thấy Hồ Hoàn Kiếm như thế nào? Với mình thì kiểu đây là một cái địa điểm rất là nổi bật của Hà Nội, và khi mà nhắc đến Hà Nội thì ngay lập tức người ta có thể nhắc đến Hồ Hoàn Kiếm. Bạn có biết tiếng Trung không? Mình chỉ biết một số câu cơ bản sau khi mà xem một vài tập tiếng Trung, một vài bộ phim tiếng Trung mà mình đã từng xem, thì mình có biết một vài từ cơ bản thôi. Thế bạn có mong muốn là học tiếng Trung không? Mình thấy hiện tại tiếng Trung cũng là một ngôn ngữ rất là phổ biến, và dự định của mình thì là sang kỳ học sau mình cũng có nhu cầu muốn học tiếng Trung. Thì mình cũng muốn là dạy cho các bạn một chút tiếng Trung ấy. Thì bạn có muốn học về chủ đề nào? Tại mình nghĩ là kiểu mình cũng đang đứng ở một cái địa điểm nó rất là thiên nhiên, nên là mình có thể chọn chủ đề thiên nhiên cũng được. Ok, thế mình bắt đầu bằng những thứ quanh quanh mình luôn nhá. Thì mình sẽ bắt đầu, và mình đang ở Hà Nội đúng không? Thì Hà Nội sẽ là Khứa Nệ. Khứa này Đúng rồi, là tên Khứa một Nệ. địa danh đúng Đúng, chính không? là địa danh Hà Hay. Nội. Khứa này. Khứa Nệ. Hồ Hoàn Kiếm thì trong tiếng Trung mình sẽ nói là Hoán Chiên Phú. Hoán chiêng phú. Hoán. Phú là hồ đúng không? Đúng, đúng rồi. Hoán Hoán Chiên chiêng phú. Phú. Ờ. Khứa này. Hoán chiêng phú. Đúng rồi. Ví dụ như mà muốn nói là mình đang ở phố đi bộ Hàn à, mình đang ở Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội thì mình sẽ nói là của trai Khứa Nệ Hoán Chiên Phú. Của Của trai trai Khứa Khứa Nệ này Hoán hoán Chiên chiêng Chiên chiêng Phú. phú. Đúng rồi. Lại nhá. Lại lại câu đấy đi. Của Của trai trai Khứa Khứa Nệ này Hoán hoán Chiên chiêng Phú. phú. Của trai Của trai Khứa Khứa Nệ này hoán hoán chiêng phú. Hoán 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 Đúng rồi, thanh sắc. hoán Hoán Chiên chiêng phú. Phú. Đúng rồi. Hay đấy. Ok. Phố đi bộ thì mình sẽ nói là Phủ Xính Chia. Phu xính chia. Đúng rồi. Phủ Xính Xính Chia. chia. Của Phu xính chia. trai Phủ Xính Chia. Của trai phu xính chia. Đúng rồi, tôi đang ở phố đi bộ. Của trai phu xính chia. Cửa này hàn kiểu gì nhỉ? Hoán Chiên Phú. Hoán chiên hổ. Bình thường thì kiểu tiếng Trung người ta sẽ nói từ to đến nhỏ ấy, thì mình sẽ nói lại là Hà Nội, sau đó đến Hồ Gươm, sau đến phố đi bộ. đúng rồi. Ôi, thật lý hài, thật Trung mình. Chúng ta lại nhá. Của trai trai Khứa cửa Nệ này Hoán hoán chiên Chiên Phú hổ Phủ Xính Chia. phu xính chia. Ok. Thêm một câu nữa nhá. Cho lý phong cảnh mỹ lệ. Cho lĩnh Phong cảnh phong chỉ mỹ mấy lệ. ly Tức là nơi đây cảnh rất là đẹp. Cho lý cho lĩnh là nơi đây. cho lĩnh Phong cảnh. phong cảnh là Phong phong cảnh cảnh là là đúng rồi, đúng rồi. Mỹ lệ mấy ly là rất là là đẹp. đẹp. Đúng rồi. Cho lý phong cảnh mỹ lệ. Cho lĩnh phong phong chỉ mấy ly. Đúng rồi. Ok.越南人，越南，越南，越南，越南的越南，越南人，越南人，哪个越南？那边的
越南人，嗯，越南人很热情，很热情，行，对，哎，好厉害。越南人很热情，热情，情情，对，很热情，对，哦，越南人很热情，热情，热情，对，哦，嗯，怎么来呀？嗯，这里风景美丽，这里风景美丽，越南人，越南人很热情，很热情。OK， 系咧。咁我咁会学添歌谣咯，歌谣咪叫班啊，系耐啊。嗯，明天要我够好你啦。đi đâu đấy thì đi như thế nào? Đi một địa điểm đấy thì đi như thế nào? Địa điểm đó thì tớ cho là x nhá. Truy x. Truy x. Chấm mơ truy. Chấm mơ truy. Nó x thì mình sẽ thay bằng địa điểm nhá. Ví dụ như là đi Hà Nội nhá. Truy cửa này. Chấm mơ truy. Truy cửa này. Chấm mơ truy. Một câu kiểu là một món ăn gì đấy rất ngon. Chưa chai. Hẳn hảo chư. Hẳn hảo chư. Chưa chai. Hẳn hảo chư. Đúng rồi ạ. Hẳn hảo chư là rất là ngon. Khen đấy. Chưa nay. Hẳn hảo chư. Chai. Chai. Chưa chai. Hẳn hảo nư. Hảo chư. Hảo chư. Ngon là hảo chư. Hảo chư. Rất là kiểu uống rất là ngon ấy thì sẽ là hảo khưa. Hảo khưa. Hảo chư là dành cho món ăn, còn hảo khưa là dành cho đồ uống. Đúng rồi ạ. Hảo mỹ thì sẽ rất là đẹp. Hảo mỹ. Xinh lý giang, hảo mỹ. Xinh lý giang, hảo mỹ. Bạn rất là xinh đẹp. Đúng rồi. Rồi, giống như bạn ấy rất là đẹp. Cậu còn muốn học như các bạn thì cứ nói á. Mình sẽ cố gắng. Một câu là ở Hà Nội có địa điểm du lịch nào nổi tiếng? Chai khứa này. Chai khứa này. Yếu sầm mơ. Yếu sầm mơ. Mình sân củ chi. Mấy sân củ chi. Mình. Mình. Sân. Sân. Củ. Củ. Chi. Chi. Mấy sân. Mình. Mình sân củ chi. Mình sân. Mình sân. Củ chi. Củ chi. Mình sân củ chi. Mình sân củ chi. Là kiểu danh lắm thắng cảnh nhá. Chai khứa này. Chai khứa này. Yếu. Yếu. Sầm mơ. Sầm mơ. Mình sân. Mình phân. Mình. Mình phân. Mình sân. Mình phân. Mình. Mình thiên là ngày mai á. Mình. Mình. Mình sân củ chi. Đúng rồi. Mình sân củ chi. Củ chi. Có lẽ kiểu nó hơi khó đấy. Có lẽ nó hơi khó. Mình sẽ đợi một câu khác. Câu ở Bắc Ninh đúng không? Thì học câu nhà tớ ở Bắc Ninh nhá. Ok. Wo lão cha. Wo lão cha. Trai Bảy Ninh. Trai Bảy Ninh. Ok. Wo lão cha. Trai Bảy. Trai Bảy Ninh. Đúng rồi. Wo lão cha. Wo lão cha. Trai Bảy Ninh. Wo lão cha. Trai Bảy Ninh. Ok. 谢谢你。cậu còn nếu như cậu muốn học tiếng Trung thì cậu có thể liên hệ với mình nhá. Okay. Thì cho mình cậu có dạy cả tiếng Trung cho người Việt á. Na của mình sẽ tao chơi lì chai chiên. Chào các bạn nhé. Chai chiên.